Thượng tá Nguyễn Dân Thanh, Phó trưởng Công an huyện Châu Phú chủ trì hội nghị sơ kết 15 ngày tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn huyện đến lãnh đạo Quỹ ban nhân dân trưởng Công an 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, ngành chức năng huyện sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Nội dung kiểm tra gồm trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ quan tổ chức, đồng thời kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở theo quy định của pháp luật, như hồ sơ theo dõi quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ sở, duy trì các yêu cầu đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy và nguồn nước chữa cháy, mặt bằng, công năng sử dụng, giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan, quản lý sử dụng hệ thống thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy nổ, hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, các biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn. Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường cần tập trung kiểm tra về đường lối thoát nạn, chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm, bảo đảm tính chịu lửa theo quy định trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và kết nối liên động để tự động ngắt hệ thống của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không để xảy ra cháy đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do nguyên nhân chủ quan, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.